Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của chị Thu ha. Thì chị ở Vĩnh Thành, Trà Lách, Bến Tre. Thì vườn mai của chị Thu hôm nay có lên giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép bên vườn của chị Thu cho cô chú anh chị mua về lấy bo cô chú anh chị. Thì hôm nay thì vườn của chị có lên là giống siêu ong Sài Gòn nè. Thợ hương đột biến lá cẩm thạch với lại nhị ngọc tần của chú anh chị ha. Hàng cho cô chú anh chị mình bao bo luôn, bao chân giống. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thu nha. Rồi không mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip luôn để gặp luôn chị Thu, để chị Thu chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào chị Thu ơi. Rồi em xin chào toàn thể cô chú anh chị em mình em xem kênh nha. Số điện thoại Zalo của em là 0383310711 ạ. Rồi thì em xin vào cây em tiếp luôn cái clip trước nha cô chú anh chị, là cây 11B ạ, là một rồi. Cây siêu ong Sài Gòn. Cái này lấy bao cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Nè. Cái này có đế luôn cô chú anh chị ha, bo già. Không số luôn hả chị? Rồi. Cây này nói chung là có tết bông rồi cô chú anh chị mình cũng an tâm ha. Giống của chú Sáu Bình Dương phải không chị? Dạ, quạnh thân 15. Rồi. Tán ngang là 6.18. Chiều cao là 88. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 550 bao ship. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo cây mã số 12 là cây thọ hương. Rồi. Cây này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Bo già cô chú anh chị. Ngon lành luôn ha. Hoành thân 14. Rồi. Tán ngang 84. Rồi. Chiều cao là 88. Cái cây này thì em xin giao lưu 650 bao ship. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13B. Rồi, tiếp theo mã số 13B là cây siêu ong Sài Gòn. Rồi, cây này tàn khá ok luôn cô chú anh chị ha. Bo này, cây này lấy nhiều bo nha. Mấy cây này, cây nào lấy cũng rất là nhiều á. Hoành thân 14. Rồi. 8.080. Chiều cao 55. Rồi cây này thì em xin giao lưu 500 bao ship luôn ạ. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14B. Rồi, tiếp theo mã số 14B là cây thọ hương. Rồi, cúc thọ hương ha. Cái này có đế luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ha chị. Hoành thân 15. Rồi. 8.079. Chiều cao là 72. Rồi cây này thì em xin giao lưu 500 bao ship luôn. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 15B. Rồi, tiếp theo 15B là cây siêu ong Sài Gòn. Rồi, siêu ong Sài Gòn. Cái này lấy nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Một nhánh như thế này là cô chú anh chị mình lấy 30 bo dư sức ha. 30-40 bo. Cây này cô chú anh chị mình lấy khoảng tầm trăm mấy bo, 200 bo dư sức ha. Hoành thân 15. Rồi, cây này có đế luôn. Không nè cô chú anh chị. Tán ngang là 1m. Rồi. Chiều cao là 70. Rồi cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16B. Rồi, tiếp theo 16B là cây siêu ong Sài Gòn. Rồi. Bo già hết lên nụ ha. Hoành thân 15. Rồi. Tán ngang 65. Chiều cao là 73. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 500 bao ship. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17. Rồi, tiếp theo mã số 17B. Rồi. Cây thọ hương cẩm thạch ha. Nó lên đọt hồng như vậy nè cô chú anh chị ha. Lá thì bò sữa ha. Lên bông như thọ hương bình thường thôi nè, bông nè, thơm lắm nha. Hoành thân 14. Cây này bo già, lấy cũng khoảng tầm 200-300 bo. 8.078. Chiều cao 71. Rồi cây này thì em xin giao lưu 550 bao ship. Rồi, 550 bao ship luôn. Đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo cây mã số 18B là một cây siêu ong Sài Gòn. Rồi. Cây này cái tàn con khá là cô chú anh chị ha. Cây đi đọt cứ là cũng rất khá là sung ha. Bo già nè. Rồi, thông số là gì? Hoành thân 13. Rồi. 8.069. Chiều cao là 80. Rồi. Rồi, cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19B. Rồi. Tiếp theo mã số 19B, cây siêu ong Sài Gòn. Hoành thân 17. 8.062. Chiều cao 78. Rồi cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship luôn. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 20B là một cây nhị ngọc tần. Rồi.
cái này cũng lấy được số bo cô chú anh chị ha. Rồi. Quanh thân 14. Bo già nè cô chú anh chị ha. Cây đi lọt 30. Chiều cao được 39. Rồi cây này thì em xin giao lưu 400 bao ship. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. Dạ. Rồi cây này thì cũng là cây cuối clip của em nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em những clip trước nha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0383310711 ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.